Chào quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Lối nhỏ vào đời. Lối nhỏ vào đời tập 16, người đàn ông bí mật của Thảo xuất hiện. Thảo là cô gái có nhiều góc khuất, ăn chơi nhưng lại luôn diễn vẻ hiền thục, chịu nhịn trước mặt Hoàng để mong bước chân vào gia đình giàu có. Thảo trở về nhà từ quán bar sau khi đã uống khá nhiều. Cô không ngờ Hoàng đã ngồi chờ sẵn ở trong nhà. Hoàng không cho Thảo cơ hội giải thích vì mới trước đó cô nói dối bị mệt và muốn đi nghỉ. Hoàng ghét nhất là dối trá cho nên anh định bỏ về. Tuy nhiên, Thảo đã cố níu kéo, giằng co và bị ngã trên nền nhà, cho nên Hoàng đã ở lại. Thảo giải thích cô sợ sự tử tế ở Hoàng nên cô đã nói dối. Cô sợ người đàn ông tử tế phật lòng, buồn. Thảo xin lỗi và nhận mình sai, nhưng cô cũng nước mắt ngắn dài, bày tỏ sự tủi thân, trách móc Hoàng thiếu quan tâm tới mình vì anh còn công việc, còn con. Thảo nói cô lùi về phía sau, chỉ thấy bố con Hoàng hạnh phúc là cô cũng hạnh phúc. Hoàng mùi lòng tự trách mình đã để Thảo phải chịu đựng như vậy. Thảo giả vờ mình bị sàm sỡ và nói đây là lần đầu tiên cô đến quán bar. Hoàng tin những lời giải thích vừa rồi của Thảo và ở lại qua đêm ở nhà của cô. Trong khi đó, Dũng ở nhà úp mì sẵn chờ bố về, nhưng bố đã không về. Sáng hôm sau, Hoàng trở về nhà cùng với Thảo. Thảo xách theo suất vở mua cho Dũng, nhưng vì mặn nên Dũng đã không ăn. Ngay sau khi bố con Dũng đi khỏi, Thảo đổ vỡ và vứt luôn cả chiếc bát vào thùng rác. Tình cờ Dũng quay lại, vừa nhìn thấy hành động này của Thảo, cô giải thích bị trượt tay. Tuy nhiên, Dũng biết thừa Thảo là người như thế nào, cậu nhắc nhở Thảo đừng cố chiếm lấy những thứ không thuộc về mình. Trên đường đưa Dũng đi học, Hoàng giải thích cho Dũng việc tối qua không về nhà. Dũng nói cậu chỉ quan tâm sức khỏe của bố, còn về cô Thảo, Dũng chỉ muốn cô ấy chăm sóc tốt cho bố là đủ rồi. Vừa đến cổng trường, Dũng gặp Bắc Thành và Lâm. Hôm nay Bắc Thành diện đôi giày mới Dũng tặng nhưng sợ nó bị xước nên bác bọc kín hai bên chân bằng túi ni lông, khiến cho Dũng và Lâm phải bật cười. Ở diễn biến khác, vợ chồng Phong Thủy, con trai và con dâu của ông Thành gọi người đến xem nhà của ông Thành để bán. Ông Thành vừa đi về tới cổng, có cả bà Liên ở đó. Phong hỗn hào với bà Liên và bố nên bị ông Thành đùa thẳng cổ. Tâm sự với bà Liên, ông Thành tự trách mình đã không dạy dỗ con từ bé. Bị bố đuổi về, hai vợ chồng Phong đến quán nước bà Liên để dội sự tức giận lên đầu con gái bà Liên. Cô bị vợ chồng Phong sỉ nhục, đã nghèo lại còn phèn. Thủy cảnh cáo yêu cầu con gái bà Liên về nói với mẹ tránh xa bố chồng cô ra, chơ chẽn, nhà rột từ nóc là hai trong số loạt từ ngữ Thủy nói với con gái của bà Liên. Ngay sau khi vợ chồng Phong đi khỏi, cô gái con bà Liên rất là sốc và gọi mẹ về ngay. Cô dặn mẹ thời gian này ít qua lại nhà Bắc Thành, nhưng không nói ra việc con trai con dâu Bắc Thành vẫn quấy rối. Phân cảnh cuối tập 16 là Thảo có hẹn chờ Hoàng đến đón. Tuy nhiên, vừa mở cửa ra, cô lại choáng váng vì người đàn ông đứng ngoài cửa không phải là Hoàng. Người này thản nhiên vào nhà và có vẻ bắt thóp được Thảo. Liệu đây có phải là bố cũ của Thảo? Chúng ta cùng nhau đón chờ những tình tiết mới nhất của bộ phim.